Bạo bệnh đã qua nhưng Thương Tín vẫn khiến khán giả lo lắng. Đi lang thang giữa đêm cực bất ổn. Đi phát quà từ thiện mà gặp chú Thương Tín nha mọi người. Diễn viên Thương Tín. Trời ơi, thấy ông tội nghiệp quá, trời quá. Có lần còn ngã quỵ giữa cầu. Trước khi bị lãng quên, Thương Tín từng là ngôi sao mặt bạc rất được yêu thích. Dù thời vàng son ấy đã đi qua, nhưng Thương Tín vẫn khiến khán giả phải quan tâm, tò mò. Khi cứ thỉnh thoảng, nam diễn viên lại gây sốt cõi mạng khi lộ tình cảnh đáng lo, thậm chí là dính thị phi và ồn ào. Đoạn clip Thương Tín đi lang thang trên đường đã bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, nhiều người có mặt tại đấy đã ngỏ lời bắt xe cho ông về nhà để an toàn hơn, nhưng nam diễn viên từ chối. Sau đấy, Thương Tín đã chọn lên một chiếc xe taxi rồi rời đi. Ngay sau đó, phía đại diện của nam nghệ sĩ, nhạc sĩ Tô Hiếu đã lên tiếng giải thích, cho biết khoảnh khắc trên chỉ là hiểu lầm. Thực tế, Thương Tín đang đi đến điểm đón xe taxi để trở về nhà sau chuyến đi diễn xa. Việc anh bỏ nhà đi lang thang chỉ là tin đồn thất thiệt. Sở dĩ khán giả lo lắng cho tình hình của Thương Tín là vì trước đó, nam diễn viên cũng đã từng có nhiều lần xuất hiện đáng lo như vậy. Hồi tháng 8 năm 2022, từng xuất hiện đoạn clip Thương Tín đi trên đường phố trong trạng thái khá mệt mỏi. Lúc đấy, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng lên tiếng đính chính sự việc rằng đấy là những hình ảnh từ rất lâu trước đó. Nam nhạc sĩ khẳng định tình hình của Thương Tín hoàn toàn ổn định. Có lần, nghệ sĩ Thương Tín còn ngồi thất thần giữa đường khiến công chúng phải xôn xao. Nam tài tử đình đám một thời ngồi bệt trên cầu với gương mặt thất thần, trông rất đáng lo. Nghe nói lần đó, Thương Tín đang chạy xe trên đường thì thấy choáng váng nên ngã bên vệ đường cầu vượt. Cũng may nam nghệ sĩ chạy chậm, chỉ bị ngã nhẹ và say sát ngoài ra. Sau sự việc này, Tô Hiếu đã đề nghị nam nghệ sĩ hạn chế đi một mình, đặc biệt là đi uống rượu. Sau lần gây chấn động đó, nghệ sĩ Thương Tín gây bất ngờ khi thử sức làm đạo diễn theo đề nghị của người cưu mang mình. Nghe nói, nam nghệ sĩ đã đảm nhiệm vai trò đạo diễn ở một phim ca nhạc và bộ phim sitcom. Vì đã từng đóng vai chính ở hàng trăm bộ phim và vở kịch nên Thương Tín có thể tự rút ra cách đạo diễn tác phẩm. Trong lúc quay, nghệ sĩ Thương Tín tận tình hướng dẫn các diễn viên trẻ đọc kịch bản. Ông còn phân tích để giúp các diễn viên hiểu rõ hơn về nhân vật cũng như chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm diễn xuất của mình. Có lẽ nhờ làm được công việc mình yêu thích mà trông Thương Tín tươi tỉnh, vui vẻ hơn, biểu hiện hoàn toàn khác so với giai đoạn trước. Còn nhớ trước đó, những hình ảnh Thương Tín nằm hốc hác trên giường bệnh đã từng khiến công chúng không khỏi giật mình và lo lắng. Đông đảo khán giả, đồng nghiệp đều gửi lời hỏi thăm, động viên nam diễn viên. Lúc đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi là người đã đứng ra nhận quyên góp và hỗ trợ Thương Tín. Vậy mà sau đó, giữa Thương Tín và Trịnh Kim Chi lại xảy ra ồn ào, khiến nam diễn viên bị chê trách là vô ơn. Sau drama đó, Thương Tín nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ công chúng, tuy nhiên lại là theo góc nhìn khá tiêu cực. Bản thân nam diễn viên cũng ý thức được tình hình này nên khi sức khỏe cho phép, ông đã bắt đầu làm shipper. Nam nghệ sĩ tâm sự, thời gian qua, tôi buồn vì nhiều lời ra tiếng vào rằng mình chỉ biết ở nhà, sử dụng tiền của nhà hảo tâm. Tôi muốn chứng minh mình còn sức lao động, làm được gì thì làm, chứ chỉ để người khác giúp mình thôi cũng kỳ lắm. Đoạn clip vất vả mưu sinh của nam nghệ sĩ cũng tiếp tục thu hút sự quan tâm từ công chúng. Ai nấy đều thấy xót xa khi nam tài tử đình đám một thời lại phải làm công việc cực khổ thế này khi về già. Cũng vì thỉnh thoảng cứ lộ khoảnh khắc bất ổn, nên người hâm mộ mãi chưa hết lo ngại cho Thương Tín. Nhưng với sự xác nhận của người cưu man, khán giả cũng đã có thể yên tâm phần nào.